Xin chào quý bạn, hôm nay điện máy Song Anh sẽ giới thiệu với các bạn chiếc máy cưa Estin MS180. Đây là vỏ thùng của máy, vỏ thùng màu xám này, logo Estin được in cùng máy luôn, in cùng thùng luôn này. Chúng ta có mã vẫn là 170/180, giá hai cái mã này thì nó chênh nhau một chút thôi, gần như là giống nhau rồi. Ở dưới chúng ta có tên cụ thể của máy 180 này. Thì đây là chúng ta có lam và xích, lam 18 inch và xích. Rồi thì đây tôi sẽ mở máy và tôi sẽ nói qua một số thông số của máy. Thì đây là cái máy của chúng ta, bên trong máy này. Rồi trong thùng máy mở ra thì chúng ta đã thấy luôn là một cái có hai cái phụ kiện, tất nhiên là đi theo máy luôn rồi, gần như máy nào cũng có, thì như trừ con 170 ra nó không có thôi. Đây, Estin luôn nha. Rồi, chúng ta có cái thân máy này. Một cái bảo vệ, ốp bảo vệ này, để được 30-35 này, thân này. Thế rồi, còn một hệ thống dẫn sử dụng này. Rồi, tạm thời bỏ như thế này, chúng ta sẽ nhìn qua máy. Tôi nhìn con này thì nó gần giống con 170. Chắc là bản nâng cấp của 170 thôi. Nó là bản nâng cấp cao hơn một chút của 170. Máy thì nó sử dụng cái hàn dầu bằng nhựa, chính là thân máy nó làm thiết kế ra luôn. Máy 112 dB này, to hơn con 170 1 dB. Chúng ta có mặt trước này, chúng ta có thể nhìn thấy. Rồi, mặt trên của máy chúng ta có thể thấy, chúng ta có một số cái dòng mã và mã vạch các thứ ở đây. Trên này chúng ta thấy này, đó, ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là tương tự như những cái dòng cơ chính hãng khác, ở một số bộ phận nó vẫn dập hết những cái dập nổi hết những cái mã và logo Estin. Chúng ta có cái thiết kế gần như giống 100% so với cả con 170 180 này. Rồi chúng ta có thể thấy vẫn là hai cái nắp xăng tương tự con 170. Ở video sau tôi sẽ so sánh với bạn hai cái dòng cơ 170 và 180 này. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cò cũng in luôn này, Estin mã 182/1001 gì này, rất nhiều mã này, ra đây thấy đó rất là nhiều. Và tương tự như con 170 thêm một phát nữa, đó là cái phần ốc chỉnh trong máy nó cũng là làm theo một đường chéo, chứ nó không làm đây đường chéo, chứ không làm thẳng như một số những máy khác. Rồi tôi sẽ mở cái phần ốc gió ra xem là khác gì không ở trong này. Đó. Đây chúng ta có cái phần máy này vẫn là một cái thiết kế liền. Ốp gió đi liền theo máy không thể tháo ra được này, chúng ta phải tháo được mini thôi này. Chúng ta ở đây vẫn có một cái mã này, Estin này, 113/1021ZL này. Đó. Chúng ta có một cái công tắc đa năng của dòng Estin, máy nào cũng có rồi. Một bộ tụ, một cái ốp giật này. Đó, gần như là các bạn nếu mà đã xem cái 170 tôi đã review rồi thì có thể thấy là cái máy này nó cũng gần giống, gần như là phải 99% giống con 70 ấy. Đó. Rồi, tạm thời tôi sẽ lắp lại. Rồi, tháo cái này xem. Rồi, ốp cũng có rất nhiều mã nha. Tương tự ở phần
mã côn. Mã côn chúng ta có rất nhiều mã này, ST này, 1300A các thứ này. Đó, đây cũng có này. Còn lưu ý nha, mã TR07 này, lô hàng nhập này, các thứ rồi, cơ bản nó không có gì nữa. Kể cả dòng 180 hay 170 nó đều có một cái chức năng của ST rất là hay, đó là chức năng tự phanh khẩn cấp của máy để tránh chúng ta gặp nguy hiểm khi làm việc. Đó, đây một cái này. Rồi chúng ta có một cái phần tem dán có seri và các cảnh báo khi chúng ta sử dụng này. Được rồi, máy này tôi sẽ lắp cho quý bạn xem, lắp vào cái lam 18 cho quý bạn xem nhé. Rồi, đây là máy hoàn chỉnh của chúng ta. Tôi lắp thử cái này nhá. Đó. Cái này thì hơi ngắn, nhưng mà hàng ST nào nó cũng thế thôi. Chỉ cho cái ngắn như vậy thì chủ yếu là chúng ta sẽ lắp ở cái đầu của nó thôi. Đây, chúng ta có thể thấy. Đây. Còn MS180 chúng ta đây. Nhìn này, chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy, nhìn rất là đẹp luôn và cũng nhẹ. Con này thì cũng 4 cân chưa tính làm xích. Làm xích vào chắc nó tầm khoảng tầm 6-7 cân gì đó, 6 cân. Đó. À, đây là toàn bộ của máy này. Rồi. Rồi tôi đã review qua cho các bạn xem cái máy Estin MS180 này. Thì nó là dòng cưa nhỏ. Nó chỉ lớn hơn cái dòng cưa tay cụt thôi. Đấy, nên rất là thích hợp sử dụng để ở trong gia đình hoặc là những cái xưởng nhỏ, hoặc là chúng ta hay cắt cây nhỏ thôi. Đó rồi, quý vị nào mà có thể quan tâm sản phẩm này hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm hoặc cần mua hàng thì các bạn có thể liên hệ theo cái số máy hiện trên màn hình, và bên điện thoại sau anh sẽ tư vấn nhiệt tình với các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.